Xin chào anh chị, hiện tại mình đang đứng ở đây là gần như là sát với DT741 anh chị ha. Và cái con đường hôm nay mình giới thiệu cho anh chị là đầu tuyến số 2 anh chị nhé. Đấy, cái khúc này là đầu tuyến số 2 này. Đây là tuyến số 2 hôm nay người ta làm ra tận đây rồi này anh chị này. Đó, đấy, đây là đầu tuyến số 2 nhé. Từ cái con đường từ cái chỗ ngón tay mình đang chỉ này này, tuyến số 2 đang làm đến đây này, từ đây ra DT741 á. Nó rơi vào khoảng chừng 300 mét nữa. 300 mét nữa ra đến DT741 anh chị ha. Đấy, nó đi qua mấy cái hộ dân này này anh chị ha. Đó, đấy. Bây giờ mình vào tuyến số 2 nha anh chị nhá. Còn một khúc nữa thôi. Tuyến số 2, tuyến số 3 là thông đầu tiên anh chị ha. Rồi là tới tuyến số 2. Đó, anh chị nhá. Tuyến số 2 là một tuyến lớn nhất, cũng là một cái tuyến chính sau này để vào cái khu công nghiệp tập trung 4.200 hecta của huyện Đồng Phú anh chị ha. Đó, đây này. Đó, tuyến số 2 người ta làm đến đây này. Nó còn một khúc nữa thôi. Từ đây ra ngoài DT741 khoảng chừng 300-400 mét nữa thôi anh chị ha. 300-400 mét nữa thôi anh chị nhá. Tuyến số 2 là tuyến như vừa mình chia sẻ là một cái tuyến rất là lớn nhá. Nó có lộ giới tới 65 mét anh chị ha. À, nghĩa là cái lộ giới này nó ngang với được tạo lực đấy anh chị nhá. 4 làn xe. 4 làn xe anh chị ha. À, rất là lớn và cũng là cái tuyến chính để vào khu công nghiệp tập trung huyện Đồng Phú 4.200 hecta anh chị ha. Sau này ở đây nó ở ngoài DT741 nó sẽ làm cái cổng chào rất là lớn để đi vào trong cái khu nghiệp tập trung. Cái khúc này thì hôm nay người ta đang lu đá này anh chị. Đó, anh chị ha. Bốn làn xe, bên này là làn một làn này, chỗ mình là hai làn này, bên kia hai làn nữa là bốn làn xe anh chị ha. Đó. Hai bên đường là đất của dân hết nhé, đất của dân hết anh chị ha. À, sau này con đường này nó thông xe là cũng là một con đường rất là đẹp anh chị nhé. Sau này những cô chú anh chị nào bỏ đất trên đầu tuyến số 2 này này. À, khi con tuyến số 2 này nó thông là mình có thể khai thác thương mại được luôn anh chị ha. Đấy, những cái nhà dân ngày xưa này, trước khi chưa có đường người ta xây nhà như này này. Đó, quay đít ra này. Đường rất là lớn nha chị nhé. Đấy, ở đây có người dân người ta xây những cái nhà rất là đẹp này anh chị này. Đó. Đấy, cái đống đá xanh bên kia là người ta trải ra cái đường này nhé. Cái đoạn mình đang đi là người ta chơi trải đá nhé. Đó, đống đá người ta để sẵn đấy, dưới đây người ta trải đá đấy, lên cái nền đường này. Anh chị nhìn thấy cái chòm cao su hai bên tuyến số 2 không? Đó, chòm cao su đó là dự án khu công nghiệp của cao su Đồng Phú nhé. Khu nghiệp cao su Đồng Phú vị trí 2 anh chị ha. Nó nằm hai bên mặt đường tuyến số 2 này luôn. Rất là đẹp anh chị ha. Vài năm nữa thôi thì ở đây sẽ phát triển rất mạnh mẽ về công nghiệp anh chị ha. Khu công nghiệp này, cụm công nghiệp ở đây sang cụm công nghiệp Tân Lập thì rất là gần anh chị ha. Theo hướng này này chị ha. Vì huyện Đồng Phú là một huyện cửa ngõ của tỉnh Bình Phước theo trục DT741 và tạo lực nhé anh chị ha. Qua năm thì nhà nước người ta mà làm tạo lực nữa thì gần như là thông thương về giao thông. Cái đoạn này này, cái đoạn này người ta đang lu luôn này này, người ta chuẩn bị đi nhựa luôn này anh chị này, rất là đẹp này. Đó, đoạn này người ta đi lát vỉa hè luôn này anh chị này. À, vỉa hè người ta lát này này. Đấy, cái tròn cao su này là cái vị trí đất, cái quỹ đất dành cho cái khu công nghiệp cao su Đồng Phú vị trí 2 đấy anh chị. Hai bên đường luôn.
này này, và người ta mình triển khai thì rất là đẹp nha chị nhé. Công việc bằng hai bên đường được lớn nhất. Nghiệp Tân Tiến 1, Tân Tiến 2 đấy chị ha. Chị phép mình đi vào làn trong đi. Người ta đi về hè khá là đẹp này chị này. Mình có 1 hecta 7 ở đây nhé, 1 mẫu 7 này, 1 mẫu 7 trên cái con đường này này. Cái 1 mẫu 7 này á, anh chị nào mà mua đất mà mặt đường xuyên tâm mà vừa có thổ cư vừa có dân cư á, chắc chỉ có miếng này thôi, miếng này duy nhất thôi anh chị. Nhiều anh chị hỏi xuyên tâm này có miếng nào có thổ cư không thì chắc chỉ có miếng này thôi, vừa có dân cư này, vừa có thổ cư luôn, vừa có dân cư vừa thổ cư và vừa có điện luôn, mà gần tuyến số 2 này. Miếng này đấy, miếng đấy là nó nằm, nó có 200m mặt đường xuyên tâm và 200m mặt đường dân sinh luôn anh chị. Miếng đấy đấy hay, nó hay ở cái chỗ đấy, đó là cái tròn cao su trong đó đó anh chị. Tí nữa mình kết thúc cái video này mình vào đấy mình quay cho anh chị xem, mình không đi sau xe tải đấy, mình đi vào làn giữa này đi, mình ra đến cầu tuyến số 2 luôn anh chị nhé. Vừa mình đi qua là đường xuyên tâm rồi đấy chị. Đây này, mình quay lại này. Đó, quay lại tuyến số 2 này. Đó, anh chị thấy không? Đẹp không? Đó, đẹp ha. Vừa ấy mình lúc đầu video là mình đứng mãi ngoài đầu tuyến cơ. Gần ngoài DT741 cơ. Đó, bây giờ mình đến đây, đi đến đây là gần như là cuối tuyến rồi. Đó, đổ dốc cái là cuối tuyến rồi đấy. Đấy, tròn cao su bên kia là đất dành cho khu công nghiệp 4.200 hectare rồi anh chị nhé. Đây, bây giờ mình xuống cầu này. Chuẩn bị lu đá đấy, lu đá này xong là người ta làm nhựa đấy chị. Đây này, cái đoạn này người ta lu hoàn chỉnh như này. Chẹp nhỉ, chỉ có đường xá ngon lành, cầu cống ngon lành, là thông thương vận tiện. Nhà đầu tư người ta sẽ về, người dân là người có quyền lợi đầu tiên đấy chị. Khu công nghiệp về, các nhà sản xuất thì ta về tuyển dụng lao động, việc làm cho người dân, rồi giá đất nó lên.
người dân là đi đây là mua đất để làm thương mại, ví dụ như là xây nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà ăn, nhà hàng vân vân, buôn bán đủ thứ. Đây, đây là cái cầu tuyến số 2 này. Đây, người ta làm cái chân cầu này chị. À, bên kia đất là đất đấy dành cho khu nghiệp 4.200 hecta nhé chị nhá. Đấy, bên đấy là nhiều anh chị hỏi là cái khu công nghiệp 4.200 hecta ở đâu thì đây. Đấy, nó nằm từ đây. Đó, bên kia suối hất vào nó tạo lực luôn là nó đấy anh chị ạ. Mình đang đứng ở bên này là cái chân cầu bên này nhá, ở bên đó thì tới đây á người ta sẽ làm một bốn cái chân cầu như vậy ở bên kia anh chị ha. Tạm thời thì người ta làm như vậy. Thì một lần nữa mình chia sẻ lại nhá, mình đang đứng ở đây là cuối tuyến số 2 và bên kia là khu công nghiệp tập trung 4.200 hecta của huyện Đồng Phú anh chị ha. Đấy, còn đây là suối Giạt này. Tuyến số 2 cũng có, tuyến số 1 cũng có và tuyến số 3, tuyến số 4, tuyến nào cũng có cái cầu này anh chị nhá. À, thì anh chị nào quan tâm đến đất trên mặt các mặt tuyến này, số 2, số 3, số 4 hoặc đất mẫu gần các tuyến như này thì cứ liên hệ cho mình thông qua số điện thoại là 0918645130 anh chị ha. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận những video mới, những sản phẩm mới từ CVT Land anh chị ha. Một lần nữa xin cảm ơn.